con cháu bị ốm à? Thế bố mẹ cháu đâu? Đi làm à? Không ở nhà? Em ở nhà kia. Tiền của em đây. Mai em mang tiền đi về làm gì? Ai mua kẹo cho tôi đi. Ờ, cháu có tiền không? Có. Thế nào, có đủ tiền mua kẹo không đó? Ô, nhiều tiền thế. Cháu đi lấy tiền ở đâu về? Cháu đi nhập ve chai. Cháu bán cháu được tiền à? Nhập ve chai à? Ô, nhỏ nhỏ mà biết nhập ve chai đi bán rồi à? Ô, thế thì tốt quá. Thế thì chú cho tất cả cái kẹo của chú cho cháu ấy. Ừ. Cháu mua kẹo cho ai ăn ấy? Cháu mua kẹo cho em của cháu. Ừ, em của cháu bị là sao? Em của cháu bị ốm. Ô, em của cháu bị ốm à? Thế bố mẹ cháu đâu? Mẹ cháu đi làm rồi. Đi làm à? Không ở nhà? Không rồi. Thế thì chú cho cả chai nước này. Mang về để cho em của cháu khỏi ốm nhá. Ừ. Được rồi. Thế thì chú cho cháu thêm 20.000 đấy. Chú chỉ lấy cái này thôi. Ừ. Rồi, đi về nhá. Dạ. Ừ. Nhớ cho em ăn uống nhiều vào nhá. Dạ.